Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 9 tháng đầu năm vừa qua đã diễn ra với sự chủ trì của Bộ trưởng Giao thông Vận tải ông Nguyễn Văn Thắng. Hội nghị này đã tập trung đánh giá hiệu suất và các thách thức trong việc đảm bảo trật tự giao thông trên cả nước. Bộ trưởng Giao thông Vận tải ông Nguyễn Văn Thắng đã nhấn mạnh rằng công tác đảm bảo trật tự và an toàn giao thông đã đạt được những kết quả tích cực trong vài năm qua. Số lượng tai nạn giao thông, số lượng người chết và bị thương hàng năm đều giảm đi đáng kể. Trong 9 tháng đầu năm nay, số vụ tai nạn giao thông và số người chết còn giảm sâu hơn so với cùng kỳ năm 2022, đặc biệt trong các trường hợp tai nạn do người điều khiển phương tiện vi phạm quy định về nồng độ cồn trong các dịp cao điểm. Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Thắng cũng nhấn mạnh rằng vẫn còn nhiều vụ tai nạn thương tâm và đáng tiếc diễn ra trong 9 tháng qua. Gần đây, có 2 vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra. Một trong số đó là vụ tai nạn ô tô khách ở Đồng Nai khiến 5 người thiệt mạng, và vụ tai nạn khác do 3 trẻ em chưa đủ tuổi điều khiển xe máy tại Hà Giang, cả 3 đều thiệt mạng. Cũng có một vụ tai nạn tại Đắk Lắk liên quan đến xe tải và xe khách làm 13 người bị thương. Ông Thắng lưu ý rằng vẫn còn sự buông lỏng trong văn hóa giao thông tại một số nơi và một số vi phạm chưa được xử lý triệt để. Mặc dù số lượng tai nạn giao thông đã giảm, nhưng vẫn còn những rủi ro an toàn và không đảm bảo tính bền vững. Bộ trưởng Giao thông Vận tải đã đặt nhiều câu hỏi quan trọng về công tác đảm bảo trật tự và an toàn giao thông, nhấn mạnh vào 2 vấn đề gây bức xúc trong xã hội: công tác bảo đảm an toàn giao thông trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô và việc thanh thiếu niên chưa đủ tuổi và không có giấy phép lái xe điều khiển xe mô tô gây ra các vụ tai nạn giao thông. Tại hội nghị, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, An toàn Giao thông, đã báo cáo rằng với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng và sự hỗ trợ tích cực từ các bộ, ngành, địa phương, tình hình trật tự an toàn giao thông trong 9 tháng đầu năm 2023 đã được bảo đảm ở mức cơ bản. Trong khoảng thời gian này, cả nước đã ghi nhận 8.335 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4.765 người và làm bị thương 5.802 người. So với cùng kỳ năm 2022, số vụ tai nạn đã giảm 90 vụ, trừ 1,07%, số người chết giảm 60 người, trừ 1,24%, nhưng số người bị thương đã tăng 216 người, cộng 3,87%. Tuy nhiên, ông Khuất Việt Hùng lưu ý rằng còn nhiều vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, 22 vụ vẫn xảy ra, làm nhiều người thiệt mạng và gây bức xúc trong dư luận xã hội. Các vụ tai nạn nghiêm trọng điển hình là tại Quảng Nam, Nghệ An, Hòa Bình, Điện Biên, Gia Lai và nhiều nơi khác, khiến nhiều người chết và bị thương. Chính phủ và các cơ quan liên quan đã đề ra nhiều biện pháp nhằm cải thiện tình hình an toàn giao thông, như cải thiện quy định pháp luật và thực thi chúng một cách nghiêm ngặt. Tuy nhiên, cần sự cộng tác của toàn xã hội và mọi người để thay đổi văn hóa giao thông và giảm thiểu các vụ tai nạn thương tâm.